tiên cho phép phát gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và chào Văn Khương nhất. Hôm nay mình đi thăm vải rắn nha cô chú anh chị. Giờ phát cũng vừa ra tới điểm luôn, ra tới cái đầu tiên luôn. Hồi nãy giờ bấm máy thì nó không ăn. Tới lúc nhìn lại thì nó như vậy nè, nó chịu nổi đời rồi. Đó, nó như vậy nè các bạn. Không biết nó làm sao nữa. Nãy giờ bấm máy thì nhìn nó không thấy. Đầy mũi hơn nhiều nha các bạn. Đó. Kiếm chuyện với mình nè. Hổ ngựa nha các bạn. Giờ nó quấn thì nó không buông ra nè. Con này chắc cũng nằm lại là mình mà ngừng máy lại mình bắt nó bỏ túi lưới nha bạn, rồi đi thăm tiếp. Con đầu tiên, cái đầu tiên, con đầu tiên luôn. Vừa bắt xong rắn ngó anh trời thấy nguyên đàn này các bạn. Này không biết người ta kêu sen sen hay gì không? Biết chỗ bạn kêu là gì? Bạn nào biết thì comment cho anh biết nha. Nó bay trên đầu rồi, nó bay đâu rồi? Nó lượn lượn vòng nha các bạn. Nhìn xa xa thì nhìn giống chim săn mồi nhưng mà thực sự nó không phải nha các bạn. Một bầy luôn các bạn ơi, quá trời luôn. Ở nó phải sau cái bụi lá này nhiều lắm các bạn ơi. Tới cái hai các bạn. Cái này hổm dính ếch rồi các bạn. Hổm dính ếch cũng bự bự. Ủa, đậu xanh á. À trong đây. Tự mắc bẫy nha các bạn. Không thấy gì vậy. Nhà hổng à. Chuột con lắm. Điểm cũng im lắm mà ta. Ngày qua mua nha các bạn. Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn. Đây con cái nha các bạn. Ủa. Nằm đâu ta? Đây các bạn ơi. Thấy trong lòng trong lời chuột còn luôn các bạn. Chuột còn ăn hết lúa luôn. Chưa còn miếng lúa nữa. Cái này có cái các bạn. Được rồi, hâm dính con hũ đất. Cái này chung vô hơi khó khăn đi. Đem sẵn lúa vô luôn ha. Để chung vô khó lắm mà. Đem ra nữa nó mệt lắm. Mà dính đem ra bắt thì nó không sao. Mà không dính mình cho nó ăn luôn. Đừng chết chuột. Bà mẹ là kiến cắn rồi. Con chuột con hết đồ ăn luôn. Chuột con rồi, nó rồi đây.
Dưới đây mình có một cái nha bạn. Ê, rắn gì ta? Con lãi hả? Rắn gì lạ hả? Ủa? Ngon ngon ngon, kiều ngon. Con lãi mà sao cái bụng kỳ cục trời. Nghiên cứu kỹ lên nha các bạn. Đúng là rắn lãi à. Mấy con này nó vô là không bao giờ nó ăn chuột nha các bạn, mà nó giặt cho con chuột chích queo. Đó. Thức ăn nó là chim nha các bạn. Chim nhỏ nhỏ nhỏ. Không ăn chuột nhưng mà nó vô nó là nó cắn chết chuột. Ủa sao hai xác con chuột ta? Đây xác nữa. Phải nên bắt rắn lãi gì đây nha các bạn. Anh em không có đem cái cây chống nha các bạn. Quên sáng đi lụp chụp quá, đi sớm quá nha bạn. Tại nước á, đi sớm đó. Em nó bò ra lụm nó luôn chứ giờ sao giờ. Hoàn cảnh nó bắt buộc như vậy rồi. Ra con. Ra cho anh lụm em rồi anh đi nữa. Anh hốt em rồi anh đi nữa. Này ra dính cắn. Cắn gì ăn không nha bạn. Hổ ngựa, rắn lãi. Mấy con này gì chắc xử luôn quá. Buôn bán gì tầm này phê lắm nha bạn. Con này cắn dữ lắm nha, hung dữ nha, dài ghê. À. À. Dài khoảng mét rưỡi nha bạn. Đặc biệt cái con này cái đầu nó nhìn thấy ghét ghét nè, dài giống hổ chúa. Con này cắn lại vậy là nói chung là bự rồi nha các bạn. Con lãi nó không có bự luôn. Con dày là thấy trọng rồi đó. Khoảng 3.5-4 lạng. Mình cũng định tối đi soi con lãi rồi mà không có thời gian các bạn. Nay không có đem cái ấy nữa. Không có đem đi kinh quay. Đó nó gị, nó gị. Đó nó gị tay mình. Đó nó gị. Nó nhịp. Đưa tay cờ bên này cầm nó khỏi nó nhịp các bạn. Thôi đem lấy cái túi lưới ra mình cho nó nằm chung em hổ ngựa đi. Đây em hổ ngựa nha bạn. Em hổ ngựa là cái đầu tiên vô là bự luôn á. Con hổ ngựa này cắn cũng thôi rồi luôn nha. Nó lãi này cũng cắn nữa nha các bạn. Nó lãi này nhiều chỗ kêu là hổ mây nha các bạn. Rồi ráo. Cắn ráo. Ráo bụng vàng. Đó 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 đó. Rồi bỏ vô đi, không đùa với cưng nè. Anh tắt máy đó. Nó muốn cắn mình không rồi. Anh tắt máy bỏ vô nha các bạn. Rồi hai em nay coi như vậy thôi, tạm thời là đủ vốn đi. Sáng đổ xăng rồi mua lúa, mua củ sắn rồi lát về phải mua củ cải trắng đâu nữa, mua xả đâu nữa. Thôi khổ lắm các bạn, sung sướng gì đâu. Củ cải trắng xả hầm thì ngọt hết biết nha các bạn, vừa ăn lắm. À, mình vô chuột mình đặt lại nha các bạn. Bên cái các bạn, cái này nó lần nào hâm nó cũng lòi ra như vậy ta, mà không có dính nha. Rồi rắn mối nữa, chuột chết rồi bạn ơi. À, hai lần hâm nó lòi lòi ra như vậy đó, thấy rắn mối là biết chuột chết rồi. Từ hai ông rắn mối một lượt mà ăn ông rắn mối chết đâu phải hai ông, ba ông rắn mối ở đây nè. Điệp cũ nó thấy đắng mối bò ra là biết chuột chết rồi. Ủa có hai ông đắng mối à, hai ông đắng mối một ông chết nha các bạn. Để mình bắt ông ra luôn. Đây con này, đây con đắng mối nè,
sống không chết. Chuột thì hai xác ở đây, không hiểu sao nữa, sao lại có hai xác con chuột nữa. Chắc có vài bò hiêm vô con nữa nè, bò vô là đi bụi luôn nha các bạn. Đói quá, đói quá hy sinh luôn, cái rồi cái dồi lên cái đám mối bu vô vậy đó, quy nhân nó vậy á. Điểm này còn cái nữa là mình về điểm khác nha bạn. Nó chặt thì khả nghi quá ta. Cái cuối cùng xong rồi đổi điểm. Trời ơi, đẩy mình ai lôi đẩy đây ta, chị trời. Chuột chết, lôi để đây mà nó không lượm như vậy thôi cũng được đi. Mình tới điểm mới nha các bạn, điểm này có hai cái, không hai cái này tới điểm khác nữa. Ý, thấy có cứt trắng trắng các bạn nè, thấy không, khổ hành quá, nặng đó, cũng nặng hết khổ hành đó các bạn, khổ hành cũng được các bạn, cũng khá chứ, cũng ok chứ. Nghe nặng nặng chắc cũng không, không biết sao cà. Ôi ôi đẹp cờ ở dừa lòng mày chứ, trời ơi hai con ở một con mà ngon quá trời rồi, hai hay ba con ba má, là mình rối não luôn mà ỉ cục cục không quá trời mình. Hai con hả ba ta, một nó dài quá rồi, mấy cái đầu, hai cái đầu các bạn ơi, hai con à, chà. Hai ông này ông nào cũng khoảng cỡ 4 lạng các bạn, nếu mà hai ông dồn lại ông thì ngon quá trời, dồn lại rồi thành nó 8 lạng đó, thành ra hổ hành khủng rồi. Đây, em ngựa với em rắn tráo còn nha bạn, để mình mở mở ấy ra mình bắt ra nha bạn, để mình mở túi lưới ra cái đã các bạn, đang phiêu sướng này, hành hành con sướng, hai này chắc cũng bự không có 4 lạng đâu, chắc cũng 5 lạng, 5 lạng con á chứ, mình bắt nó ra luôn các bạn ơi. Rồi ra đi anh mời mấy em thợ mày nè, mày thì nhóc, mời mấy em ra, ra nha, ra đi mấy đứa, rồi rồi rồi, kiếm chuyện nữa, mở cửa không chịu ra kiếm chuyện mình nữa ta.
ra không thì bảo trắng nước bây giờ. Hai con này này là pha sắp đôi đầu năm 2020 nha các bạn. 2019 thì có nhiều pha sắp đôi rồi, nay là pha đầu tiên. Chà, quá thì căng như ở dơ với mày. Cho mày vô cái túi lưới trước rồi bắt thằng kia sau. Rồi cái thằng này nha các bạn, ra luôn rồi các bạn. Để coi nó làm sao nha. Trời ơi, nó đuổi các bạn ơi. Rồi nó chung với đất đó rồi. Đó, nó chung tới háng mình luôn rồi. Y mắc à, mắc chứ phải chơi đâu. Rồi để mình tắt máy mình bắt nó ra nha các bạn. Để mắt nó uổng. Rồi 4 em nha các bạn. 4 em. 2 ổ hành, 1 ráng tráo, 1 ổ ngựa. Rồi cột thử mình vô chuột lại nha các bạn. Rồi đi cái khác. Rồi mình tới cái tiếp theo của cái điểm hư hoa này nha các bạn. Trời chuột chết rồi. Nhìn hỏng chuột chết. Thua. Mình đi gom bẫy các bạn. Tính là từ hồi mùa nước tới giờ không biết bao lâu rồi. Khoảng chừng 2 tháng hơn nha các bạn. Nhưng mà con rắn này vẫn sống nha các bạn. Ê, nó lột da luôn mấy đợt luôn nè các bạn. Ghê chứ, công nhận da thiệt. Trong khi con chuột bên đây nè các bạn, chuột chết mất xác từ bao lâu rồi, kinh hoàng. Công nhận mấy rắn hổ này sống dai với các bạn. Mình đi gom mình cũng chú ý, mình gom mình không có quay nha các bạn. Gom mà mình đưa cái mớ vô. Không ngờ trong vòng 2 tháng hơn, 2 tháng mấy rồi mới quay đây mà nó còn sống nữa. Kinh khủng rồi chứ. Mình đi gom tiếp rồi rác mình ra ngoài mình bắt cho bạn xem nha. Không biết con này vô lâu hay mau rồi. Nhưng mà cái bẫy này mình bỏ 2 tháng rồi nha các bạn. Chuột bảo đảm là chết lâu lắm rồi. Thì chỉ khi nào nó vô khi còn con chuột thôi. Đó. Mà nó vẫn ngon lành đàng hoàng nha các bạn. Đúng là nó dai thiệt chứ. Đúng rồi, mình nói là bảo đảm là nó dai. Mình vô đây chủ yếu là để gom bẫy rồi đặt lại bẫy mới thôi nha các bạn. Không có hy vọng gì. 100% là không hy vọng nha các bạn. Nhưng mà không ngờ luôn. Giờ mình mới là mùa nước là tháng 8. Ý, cái này là 3 tháng mấy 4 tháng rồi nha các bạn. Nó vẫn bóng đẹp nha các bạn. Rất tiếc là mình không biết nó vô khi nào để mình chứng minh thôi. Nhưng mà bảo đảm là con này vô lâu lắm rồi. Thì có con chuột nó mới vô thôi. Mà con chuột thì chết bảo đảm là khoảng 3 tháng, 4 tháng rồi. Này bẫy mình bẫy ngăn chuột nha bạn. Không có sợ mà rắn vô cái ngăn chuột. Để mình bắt nó ra. Giờ mình không có cái chân trống nha bạn. Mình không có đem cái chân quay. Biết nó còn phù mang nổi không? Chắc nổi bạn. Có ai đâu không phù nổi. Đó.
lại đây. Bảy này từ tháng 8 tới nay là tháng 12, tháng 1 là 4 tháng rồi nha bạn. Mình mới đi thăm lại nha bạn. Tại mùa nước lũ là mình bỏ. Không biết nó vô ông này vô khi nào thôi, khó chứng minh thiệt chứ. Có khi nào có hổ hành vô và nó dứt hổ hành không ta? Thì nó lột da nè, da hổ đất nha bạn. Thôi, mình bắt nó ra. Ra nha các bạn. Con này đen đẹp ghê chứ. Đã ghê mà. Đen khui luôn. À, vô chuột mình đặt lại các bạn. Chỗ này thì mình bỏ lâu lắm rồi. Cái này mình có một cái nha các bạn. Vô hổm chuột chết rắn mối vô hai ba con. Ê. Rồi, giật mình. Thấy đèn đen bóng bóng. Giật mình. Ai giờ coi lại không phải thôi. Chuột chết. Hãm tại. Cũng vô đại ca nha các bạn. Hú hồn. Sao chuột chết được ta? Tự rắn mối nữa. Chuột rắn mối nó đi cặp không à. Con này chết cái nó kéo kia, con kia chết. Điểm này mình có 5 cái nữa hết nha các bạn. Nãy hầm cái đầu trực quớt rồi. Cái ao với đây cá kinh khủng luôn à. Phi con nào không thấy kia mấy cái máy không, nãy giờ đi. Bình bẹp chà bá luôn. Ở khu mình bình bẹp thì bao la nha các bạn. Hôm nào đi đánh bình bẹp vỡ à. Nhiều quá, nó ăn hết rắn và rắn con á. Rắn con nở nhiều và nó xử hết à. Bởi vì thăm vậy rắn cũng khắc khu rồi một phần tại nó. Giờ cũng ngon là phải chơi nó. Giúp nó được. Đâu đây cái quanh đời. Dưới đây nha các bạn. Bữa nào đi ảnh nhìn đẹp. Đậu xanh nó chết từ từ dạo nào đó. Ở cái bẫy nghiêng ngã các bạn ơi. Ở ngoài nhìn vô thấy nghiêng 180. Mình đâu có đặt con giày nha các bạn. Xin lỗi bạn. Phục vụ không có con gì luôn. Thấy nghiêng nghiêng. Nói chung là nghiêng cũng mừng nha các bạn. Nghiêng làm khi rắn nó vô nghiêng. Rốt cuộc trước quất luôn. Anh chuột còn sống. Đây là cây nhào nha các bạn. Này, cái cây nó nè. Lá nè. Cây này trị bệnh nha các bạn. Như trị huyết áp hay gì á. Trái nè. Trái nó như ăn nó bị sai hay sao á. Này phải ngâm rượu uống nha các bạn. Đó. Nhiều lắm nha các bạn. Cây này là bài thuốc á. Nói chung cũng trị bệnh á.
ăn ăn sống không biết có được không nè, như không ăn sống được hay sao, chỉ ngâm rượu được thôi. Đây con cá nha mọi, cái này cái nửa hết rồi, cái này trước là cho mình hai con rắc hũ đất rồi nha các bạn, cỡ ký mấy thôi mà, ký mốt ký hai thôi. Ê, có gì bóng bóng không ấy, hay là cái bịch nó bóng bóng ta. Trời ơi cái bịch nó bóng bóng rồi nè, cá làm tâm trạng người đi 27 cũng hay, mừng hụt chưa ra mẹ. Chơi gà cái bịch bóng bóng làm tưởng da đó, chuột chết mắt vàng, đem vô chuột rồi nha bạn. Cái cuối cùng nha bạn, cái này trong rừng sậy nha bạn, bạn coi nè, cây sậy mà nó đâm một bên y một măng nữa bạn, ghê không, sậy nha bạn. Cây cuối cùng Umbala còn khủng khủng rồi, rồi sạc máu mắt sát chuột luôn. Rồi mình đi 27 về luôn rồi nha các bạn, mới chế nước cho nó uống để nó đỡ khát các bạn. Hổ ngựa, hổ hành với rắn ráo rồi bốn con đây nha các bạn, đây bốn con rắn hường, còn con rắn độc mình treo riêng nha các bạn, hũ đất mình treo đây. Đây mới về mới cho tụi nó uống nước, tại dính bẫy lâu quá sợ nó khát rồi. Rồi mình xin phép các bạn mình kết thúc video ở đây luôn nha các bạn, các bạn nếu xem video thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình nha, chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.